À, xin chào các bác đến với Nguyên Vũ Audio. Hôm nay thì em xin phép gọi là phối cho các bác một bộ dàn để các bác gọi là nghe nhạc bolero đấy, hay là nghe nhạc trẻ đời vô tư. Với cái bộ này thì em thật các bác là gần như là nhạc nào cũng nghe được đấy, nhạc nào cũng hay. Bởi vì nhá, công suất của đời đông thì các bác biết rồi đúng không ạ, tiếng oánh cực quê luôn, nó giúp cho cái tiếng bát nó nhuần nhuyễn và tép nó rất là sáng đúng không ạ. Đấy thì hôm nay em muốn kết hợp với các bác là, tức là em kết hợp cho các bác ở đây là một con, thay vì là một cặp loa của hãng của họ đúng không ạ, thì em thay vào đó là một con loa của Onkyo đấy. Thế bình thường của nó sẽ là, ví dụ MA3 này thì ghép với cả loa MA3 hoặc MS3, ví dụ là công suất của loa của hãng luôn đấy, nhưng mà em sẽ ghép của một hãng khác, tức là của Onkyo. Lý do tại sao mà em ghép một con loa Onkyo, vì chất bát của Onkyo rất là khỏe, tép của Onkyo rất là sáng. Em muốn là cái độ sáng gấp đôi lên nhá, độ sáng gấp đôi lên, để các bác nghe những cái bản nhạc nào mà nó nhiều lời một chút thì nó sẽ rõ nét hơn, tiếng ca sĩ nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ chi tiết hơn đấy. Thì đấy mà cái em đang muốn để các bác thưởng thức trên cái bộ dàn này, được không ạ? Đấy thì ngoài cái mặt gọi là về chất âm thì em cũng muốn các bác là về cái mặt hình thức một chút nữa, để tại vì là nhiều bác là đang có nhu cầu là vừa nghe nhạc nhưng lại phải trưng bày được nữa đấy. Ý nói đây là nó phải đẹp đẹp một chút đấy. Vâng, thì cặp L7X này thì nó là thuộc rộng, tức là thuộc dòng rất là đẹp, được thiết kế tỉ mỉ và em nghĩ là hài lòng người dùng. Đấy, đấy là về mặt hình thức, còn chất âm thì thôi, chắc em không phải tả nhiều đâu, bởi vì là tí em sẽ mở chất âm lên các bác nghe thử thì các bác mới cảm nhận được. Chứ còn nếu mà bảo là, ui giời, nó hay lắm rồi, nó thế này thế nọ thì em thật đến em còn chả tin nữa là các bác, đúng không ạ? Cái gì nó bằng thật như vậy, đấy, phải nghe thử, phải trải nghiệm thực tế thì nó mới là hay, đúng không ạ? Chứ còn mà bảo là ồ nó hay thế này thế nọ thì làm sao mà, đấy là em nói hay, chứ còn các bác đang nghe đâu biết hay, đúng không các bác? Đấy, thế nên là thì em sẽ mời các bác nghe thử, còn bác nào mà thích nghe thỉnh chất bát chất tép thì có thể đeo thêm cái tai nghe vào cho em thì nó sẽ lên rõ ràng hơn đấy. Còn bác nào mà ở gần cửa hàng nhà em thì có thể qua trực tiếp nhá. Nhà em thì nằm trên mặt đường Nguyễn Hoàng, cửa hàng rộng 150 m² đấy, một mặt một sàn đấy, còn nhà em là ba sàn cơ đấy, nó tổng ba sàn nhà em nó rơi vào khoảng là 300 mấy 400, gần 500 m² cơ. Đấy. Đấy, thế là các bác mở đến cửa hàng em thì gọi là nhìn gọi là hoa mắt luôn. Đại đa số khách hàng đến nhà em thì toàn bảo là ngồi thà anh mua luôn trên video cho nó nhanh, chốt bộ nào cho nó nhanh bộ đấy, chứ đến nhà này, đến nhà em thì chả biết chọn bộ nào. Nhìn hoa hết cả mắt, tại vì dàn em là cái hết cả cái diện tích 150 m² này, có biết là cái lượng dàn nó nhiều như khủng bố như nào rồi. Đấy, còn hai tầng trên thì nhà em là một tầng để kho và một tầng là để xốp, phải đóng hàng cho các bác. Đấy, còn một kho nữa ở dưới, đằng dưới kìa. Đấy. À, còn một cái kho nữa ở dưới, cửa hàng dưới ngày xưa nó là cửa hàng, giờ này là nhà em đang chuyển đổi sang bên đấy cho nó làm kho lốt. Đấy. Nên là các bác qua nhà em thì em thật các bác nhìn hoa hết cả mắt. Hàng hóa nó bạt ngàn luôn. Đủ các thể loại. Em có khi xoay một vòng các bác nghe thử nhá. À, mở tí nhạc các bác nghe thử luôn nhá. Sau đó em sẽ giới thiệu thêm đúng không ạ? Nghe tí nhạc đi, các bác nghe thử tí nhá. Con này có chỉnh bát tép các bạn, hay lắm. Con ngựa xuôi đi đó đây, tìm anh nào thấy. Lối cũ có còn chiều lo lắng hay mưa rơi. Bên cũ có còn người lặng đứng ngắm xa khơi. Hay xa đi rồi biển biệt xa xa khắp mộng ngày xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau, ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu. Người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu, người ơi về nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng thơ, tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ, người đã như mơ. Người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ,
người đã như mơ. Hoạt huyết nhất nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba của Pháp trong điều trị đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, bạn bị đau mỏi vai. Vâng, đấy thì vừa rồi là mở qua một đoạn gọi là các bác nghe thử cho vui vui nhá. Đấy thì cái bộ này thì các bác có 3 sự lựa chọn các bác. Vâng, có 3 sự lựa chọn để các bác gọi là chọn lựa. Đấy thì các bác bị là có thể bằng hình thức là mua combo. Tức là combo đây là gì? Combo là có mua cả bộ dàn này luôn cũng được. Hoặc các bác có thể là mua tách lẻ. Ví dụ như bác nào mà ưng cặp loa này thì báo cho em. Thì ok em ơi, chốt cho anh cặp loa đi, anh cần loa được nguồn cục. Vâng, thì giá cặp loa này là 1.450.000. Đấy, 1.450.000. Đấy, còn bác nào thích cái con công suất này, đẹp như thế này, hàng đẹp long lanh như này thì alo cho em nhé. Thì con này vừa làm giải mã được, vừa làm công suất được. Có chế độ chỉnh vát thép. Màn hình ở đó là màn hình gương bóng nhá, màn hình gương bóng. Giá của con này thì là 1.000.000. Đấy, con này là giá là 1.550.000. Còn con này là 1.450.000. Đấy. Đấy thì bác nào mà chốt bằng hình thức nào thì có thể có mua cả già hoặc là lấy lẻ cũng được. Còn hình thức thì loa đẹp lắm, loa đẹp thật sự luôn. Đấy, công suất là 70 trở kháng 4 ohm. Còn về công suất của máy thì là 55, điện là 100V. AV thì nó sẽ xuất ra là 4 cổng. Sau đó có 2 cổng out, 2 cổng in. Đấy, quang thì có 2 cổng, 1 cổng in, 1 cổng out. Đây, cắm sẵn đây rồi. Hàng đẹp tuyệt vời. Đấy, con này thì ở phần trên này là đây này. Đấy, thì chơi thì về quá có thể là rút này ra xong mình ấn này là được nhé. Đây này. Rút thì cái cao su ra này. Sau đó mình sẽ ấn lại cái này vào nhé. Ok. Còn hình thức chung thì đẹp, loa rất đẹp. Đấy. Vâng. Loa thì trang bị là bát của nó là bát 13, bát 13 màng của nó là màng carbon, dòng mặt lõm, gân của nó là dòng gân xếp các nhá, cái kiểu là dòng gân xếp ấy, tép nó là dòng chevron. Con này thì cao khoảng 29 các nhá, cao khoảng 28.5-29 này, cái chiều cao, cái rộng của nó rơi khoảng 16.5, sâu là 23.5. Đấy, còn công suất của máy thì nó là size 20. Sâu là 32.5 tính kịch cả volume. Cao của nó khoảng 15. Thì đấy là cái kích thước của sản phẩm. Đấy, còn giá thì em nói rồi đúng không ạ? Loa là 1.450.000, cục là 1.550.000, 1.590.000. Đấy. Tôi tính bác 1.550.000 đi nhá, tính 1.550.000. Đấy. Đấy thì hình thức thì nói chung là loa đẹp, cục cũng đẹp nhá. Đấy. Thế nên nhà bác mở chốt cả bộ cũng được, hoặc có thể là mua bóng tách lẻ cũng ok. Đấy, đây thì em ghép. Rồi. Đấy thì giá như là báo rồi đấy, thì mọi cái thông tin liên hệ thì gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhá. Vâng, xin chào các bác. Và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo của bên nguồn audio nhá. Con này thì em bán là không CD nhá. Đấy, giá này giá không CD nhá. Cơ CD thì vẫn ra vào này. Nhưng mà mắt thì nó hơi kém rồi, em nói rõ luôn như vậy. Mắt thì nó hơi kém rồi, nếu bác nào thích thì nghe CD thì về tự vệ sinh mắt, và nếu mà mắt kém quá thì mình có thể là thay mắt mới nhá. Đấy, vâng, xin chào các bác.